kính chào quý vị đến với kênh thời sự và giải trí kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung có ở đâu có chuyện lạ đời như ở việt nam tác giả bùi hoàng tám kính mời quý vị cùng theo dõi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nợ nần trồng chất song lương của lãnh đạo vẫn cao chất tất tưởng như là chuyện lạ nhưng kỳ lạ hơn là ở việc nhiều doanh nghiệp vẫn xếp hạng a có cá nhân còn nhận danh hiệu thi đua khen thưởng có ở đâu lạ đời như thế việc doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả đã và đang trở thành mối lo ngại đối với nền kinh tế việt nam từ làm ăn không hiệu quả đến thua lỗ thậm chí là thua lỗ trầm trọng bên bờ phá sản của một số doanh nghiệp nước ta là một trong các nguyên nhân khiến nền kinh tế nước ta lao đao, tốc độ phát triển suy giảm nghiêm trọng, đời sống nhân dân lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Số tiền nợ hơn 1 triệu tỷ Việt Nam đồng của các doanh nghiệp nhà nước là một con số khổng lồ làm suy kiệt nền tài chính và không dễ gì hoàn trả. Không thể nói khác, trừ một số doanh nghiệp làm ăn tương đối, phần còn lại của các doanh nghiệp nhà nước là làm ăn hết bát nợ nần trồng chất, chất lượng công trình không đảm bảo. Chính vì thế, một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 vừa qua là sắp xếp và kiện toàn các doanh nghiệp nhà nước để xứng đáng với vai trò nòng cốt của nền kinh tế nước nhà. Hội nghị đã nhận định một số doanh nghiệp vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý vốn đầu tư làm thất thoát tài sản của nhà nước nhưng lại chậm phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Hoạt động giám sát chưa có tác dụng cảnh báo và ngăn ngừa việc sử dụng kém hiệu quả vốn và bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu nhà nước có thiếu đồng bộ. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước phải tổ chức lại theo mô hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với luật doanh nghiệp áp dụng chế độ quản trị tiên tiến phù hợp với kinh tế thị trường và thực hiện chế độ kiểm toán, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trên cơ sở mở rộng diệm niên yết thị trường chứng khoán. Có thể nói, việc nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ là một sự thật. Nhưng lạ thay, trong khi doanh nghiệp làm ăn lỗ thì ngược lại, tiền lương mà các doanh nghiệp so với mặt bằng xã hội lại cao hơn rất nhiều đặc biệt có những đơn vị lương lãnh đạo lên tới 60 đến 70 triệu đồng, gấp 15 lần so với lương người lao động bình thường và thậm chí gấp nhiều lần lương của nguyên thủ quốc gia. Ví dụ như doanh nghiệp đang thua lỗ trầm trọng là Petrolimex, mức tiền lương bình quân tại công ty mẹ đạt tới 20.961 triệu đồng trên người trên tháng. Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, song lương vẫn cao chất ngất tưởng là chuyện lạ. Nhưng kỳ lạ hơn là việc mà nhiều doanh nghiệp vẫn được xếp hạng A, có cá nhân còn nhận được không ít danh hiệu thi đua khen thưởng. Điển hình như các tập đoàn Vinasin, Vinalize trước khi các vụ việc sai phạm bị phơi bày thì hai đơn vị này vẫn xếp hạng A. Thậm chí có đơn vị xảy ra tham nhũng nghiêm trọng, đảng bộ vẫn là đảng bộ trong sạch, vững mạnh như PMU 18 đã hình thành một công thức. Kinh doanh thua lỗ, cộng làm ăn hết bát, cộng nợ nần trồng chất, bằng lương cao ngút ngát và doanh nghiệp loại A. Có nơi đâu lại có chuyện lạ đời như vậy không? Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Có ở đâu có chuyện lạ đời như ở Việt Nam? Tác giả Bùi Hoàng Tám Nguồn tin được trích từ Nói lời dân, nhà xuất bản chính trị quốc gia và sự thật Năm 2012 đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.